chào mừng các bạn đã đến với kênh học Toán của Thầy, Toàn Võ thầy nho. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái bất phương trình logarit khả thú vị như sau. Giải bất phương trình logarit cơ số x của x cộng một lớn không. Thế thì bài này chúng ta giải như thế nào? Để để giải bất phương trình logarit thì ở đây các bạn đầu tiên phải đặt điều kiện. Đấy. Rồi chúng ta phải chia trường hợp bởi vì là cơ số đấy là x, các bạn nhé. Vậy điều kiện ở đây là gì? Nói cho thấy câu trả lời nào. bài này thì tuy đơn giản nhưng mà một số bạn không khéo thì hãy nhầm, hãy sai, hãy sai sót. Để đó để giải bài này thì đòi hỏi kiến thức lô thì các bạn phải có một cái độ chắc nhất định các bạn nhé. Thế thì đầu tiên này, điều kiện cơ số lợi sơ về lớn không khác một. Điều kiện cơ số ở đây là Ix lớn không, ix phải khác một, đấy, đây là cái điều kiện. Ok cho các bạn. Và khi đó thì ix không một đương nhiên lớn không rồi, cho nó chỉ cần trường này là đủ để kia à, biểu thức logarit xác định. Ix lớn không khác một thì chúng ta là phải xét hai trường hợp là ix lớn hơn một và x không nhỏ hơn nhỏ hơn một đấy vậy trường hợp đầu tiên chúng ta xét đó là x lớn một này trường hợp này x lớn 1 thì các bạn thấy rằng logarit cơ số x của x cộng một này là thuần chiều này Và ở đây ta thể viết thành là đây chính là logarit cơ số x của x cộng một lớn hơn logarit cơ số x của 1 không chỉ là cơ số x của 1 bây giờ ta so sánh hai cái logarit này cùng cơ số là x cơ số lớn 1 thì lúc này thuần chiều và đạt thực tức là x cộng 1 lớn hơn 1 tương đương x lớn 0 x lớn 0 kết hợp với x lớn 1 thì trường hợp này nghiệm nghiệm là là x lớn hơn 1 Đấy, các bạn nhé. Phải đăng nghiệm như vậy. Vậy trường hợp thứ hai lấy sơ lớn không nhỏ hơn 1 thì cái này ta sẽ viết lại. Thì lúc này cũng viết lại như thế này nhé. Nhưng mà các bạn chú ý là là gì? Ít sơ lớn không nhỏ hơn 1 lần đổi chiều bật đẳng thức nhé. Tức là ít sơ cầm 1 nhỏ hơn 1. Đấy. Cái này tương đương với ít nhỏ hơn 0. Nhọn không thì sẽ mâu thuẫn với x lớn không nhỏ một nên trường hợp này loại vậy chúng quý là ý là chỉ có x lớn một là nghiệm của bất phương trình này vậy nghiệm của bất phương trình này là s tập nghiệm là s là khoảng từ một đến công vô cùng đây các bạn nhé ở đây các bạn phải chia hai trường hợp này đặt điều kiện này và chia ra hai trường hợp trường hợp lớn một thì x lớn một thỏa mãn trường hợp hai là không đến một thì x lớn không nhỏ hơn một thì rõ ràng là lúc này đổi chiều và đẳng thức và ta sẽ có x nhỏ hơn không và sẽ mâu thuẫn với cái trường hợp ta đang xét ta đang xét như thế này các bạn nhé vậy trường hợp này loại vậy nghiệm lấy ở trường hợp thứ nhất vậy nghiệm là khoảng một đến cộng vô cùng các bạn nhé Thì bài toán này tuy đơn giản nhưng mà để giải cho nó đầy đủ đòi hỏi cái sự linh hoạt và đủ chắc chắn của vấn đề cuối cùng chào các em hẹn gặp lại các em đồng chí cân nhật kênh của thầy là toàn vỏ tay nhỏ thì các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn của mình cùng học Cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp cuối nhận.